Ngày 18/11, Tòa án Nhân dân thành phố đang ngờ mơ phiên tòa xe tờ sư sơ thẩm, tuyên phạt N. Cao Xuân 20 tuổi và Gai N. Văn Thi N. 22 tuổi, cùng 8 năm 6 tháng tù. Gai N. Hai 27 tuổi, 8 năm tù, Trương Minh Dương 6 năm tù, N. Hư Umia cùng 23 tuổi, Phan Văn Kỳ Tờ 31 tuổi, N. N. 20 tuổi, cùng 7 năm 6 tháng tù, N. Cao Hương N. 26 tuổi, 5 năm 6 tháng tù cùng Tô Y Dê Tờ Y. Các bị cáo trên đều trú thôn Nam Tha Nhờ xã Hòa Phong, huyện Hòa Giang, thành phố Đa Ngờ. Theo cáo trạng, chiều 17 tháng 2, Xuân, Thi Nhờ và Nờ Cô Cờ Ngờ 22 tuổi, trú thôn Nam Thành, qua thôn Cờ Sơn xã Hòa Khương, huyện Hòa Giang, nhậu tiễn bạn đi bộ đội. Quá trình nhậu, Thịnh gây sự với một số người trong tiệc nên cùng Xuân, Cường ra về. Tuy nhiên, khi đến ngã tư Phước Sơn thì bị Nờ Văn Linh 23 tuổi và Nờ Hoa Ngờ Long 23 tuổi, cùng Ngờ trú thôn Phước Sơn, chặn đường. Nhóm Thịnh xông vào đánh Long. Nghe tin Long bị đánh, Trương Văn Ha Nhờ 27 tuổi, La Chi Phi 27 tuổi, Nờ Quang 29 tuổi, Chu Văn Hoa Ngờ 26 tuổi, Tha Y Văn Hoa Ngờ cùng 26 tuổi, cùng Ngờ trú thôn Cờ Sơn, mang dao đuổi chém nhóm Thịnh. Nhóm Xuân, Thịnh, Cường kêu cứu các bị cáo nêu trên cầm gậy gọc, rồi đi trả thù. Tại ngã tư thôn Phước Sơn, hai nhóm mang hung khí xông vào hỗn chiến. Chu Văn Hoa Ngờ bị đánh, chém dập não, tụ khí nội sọ, tụ máu màng cứng, dở xương trán, liệt chân, mang tỷ lệ thương tỷ trời 43%. Ngoài mức án trên, hội đồng xét xử còn tuyên buộc các bị cáo bồi thường hơn 300 triệu đồng cho bị hại.